Khánh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Môi trường và Cuộc sống số 110. Chương trình được phát sóng vào ngày 15 và 30 hàng tháng trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sẽ phát trong chương trình ngày hôm nay. Truyền thông, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam. Tọa đàm trực tuyến đảm bảo chất lượng nguồn nước và vệ sinh môi trường cho người dân sau lũ. Chương trình buổi tối thứ 6 vì tương lai tươi sáng, nước và sức khỏe. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý trong thời gian gần đây. Luật bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung về quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác, qua đó góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường tại các địa phương trên cả nước. Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội đang tiến hành định giá tài sản là cây xanh, cây bóng mát các loại trồng trên đường thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ 2016 đến 2018. Hiện nay, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ chưa quy định việc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các cơ sở hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Nhiều cơ sở hóa chất sau khi xây dựng biện pháp không tổ chức diễn tập ứng phó sự cố. Để khắc phục những hạn chế trên, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất. Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, từ đầu năm đến nay đã phát hiện xử lý 25 trường hợp buôn lậu dầu trên biển, xử phạt hành chính với số tiền gần 2 tỷ đồng, tịch thu gần 1,8 triệu lít dầu DO, bán nộp ngân sách nhà nước trên 36 tỷ đồng. Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn về bảo đảm an ninh nguồn nước cho phát triển và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững. Sẽ khó khăn hơn nếu chúng ta không có những cơ chế chính sách để chia sẻ nguồn nước một cách hợp lý và thay đổi cơ bản trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. Ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Hải, trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vì đã thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật. Mức xử phạt là 137,5 triệu đồng và buộc phải trồng lại rừng với diện tích bị phá trái pháp luật 3.900 m2 tại vị trí khoảnh 5, tiểu khu 164, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng. Chuyển sang những thông tin chính trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng 21 tháng 10 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho các hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam. Hội thảo nhấn mạnh, VUSTA cần tăng cường các lớp bồi dưỡng, đào tạo giảng viên cho các hội thành viên. Cùng với đó, cần thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề, xây dựng đề tài phản biện và giám định xã hội về phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường, tổ chức các diễn đàn thường niên về bảo vệ môi trường. Hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và truyền thông phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng các tổ chức thành viên. Hiện có hàng chục hội và tổ chức khoa học công nghệ đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường. Từ thực tế đó, sáng ngày 21 tháng 10, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho các hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam. Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó với sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải tạo môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng và mỗi một hành động nhỏ sẽ góp phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh có trách nhiệm hơn với môi trường. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất Liên hiệp Hội Việt Nam nghiên cứu, xây dựng chương trình phổ biến,
nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bồi dưỡng, nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng vận động, kỹ năng tham gia phản biện xã hội, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ, các hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam. Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2022, tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Đảm bảo chất lượng nguồn nước và vệ sinh môi trường cho người dân sau lũ tại Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống nhằm tìm ra các giải pháp quản lý, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức của người dân vùng lũ. Do đặc thù về vị trí địa lý cũng như khí hậu thời tiết nên hàng năm miền Trung phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai khắc nghiệt và bất thường mùa mưa lũ. Mới đây, bão số 4 của năm 2022 đi qua để lại nhiều thiệt hại nặng nề, hàng ngàn hộ dân Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ ngập chìm trong lũ. Trong đó, riêng tỉnh Nghệ An, lũ lớn sau bão đã khiến 7.346 nhà dân bị ngập. Tiếp đến, bão số 5 đã khiến hơn 4.000 nhà ngập ở tỉnh Quảng Nam. Cùng với đó là những hệ lụy về tình trạng thiếu nước sạch, vệ sinh môi trường cho người dân. Điệp khúc nước lên dọn dẹp, nước xuống dọn dẹp đã quen dần với người dân và sau mỗi mùa mưa lũ qua đi, thứ còn lại chỉ là cảnh tượng tan hoang, tay trắng. Đây là thách thức lớn cho đảm bảo đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương trong cả nước. Thực trạng này càng trở nên bức thiết, cần sớm có phương pháp hữu hiệu. Nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý để tìm ra các giải pháp quản lý, sử dụng nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức của người dân vùng lũ, tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức tọa đảm bảo chất lượng nguồn nước và vệ sinh môi trường cho người dân sau lũ. Ngày 21 tháng 10, Văn phòng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chương trình buổi tối thứ 6 vì tương lai tươi sáng với chủ đề Nước và sức khỏe. Tham dự chương trình về phía Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam có bà Phan Thị Thúy Phượng, Phó trưởng Văn phòng Đại diện Hội tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các hội viên. Các khách mời là ông Đỗ Thanh Trương, chi hội trưởng chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Trơn Thiện, chuyên gia công nghệ Nguyễn Ngọc Cường, ông Trịnh Xuân Cường, chủ tịch câu lạc bộ Yoga Cười. Tại chương trình, các đại biểu đã nêu bật tầm quan trọng của nước đối với đời sống xã hội nói chung và đối với sức khỏe của con người nói riêng. Nước là thiết yếu cho cuộc sống. Có thể nói, nước là một trong những nhân tố môi trường quyết định sự tồn vong và phát triển của con người, cũng như một quốc gia, dân tộc. Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam với vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp, là tổ chức thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội đang thực hiện 3 định hướng: đưa nước sạch đến với người nghèo, biến chất thải thành tài nguyên và cùng cộng đồng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, hướng trọng tâm hoạt động vào việc góp phần nâng cao chất lượng nước sinh hoạt nhằm bảo vệ sức khỏe cho con người. Cũng tại chương trình, bà Phan Thị Thúy Phượng, Phó trưởng Văn phòng Đại diện Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao chứng nhận hội viên cho các hội viên mới. Ngày 25 tháng 10, tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, lễ trao giải báo chí về giảm ô nhiễm nhựa đại dương lần thứ 2 và trao giải cuộc thi ảnh khu vực ASEAN ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển đã được tổ chức để vinh danh các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. Giải nhất được trao cho nhóm tác giả Đỗ Thị Hòa, Phạm Ngọc Phúc thuộc VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam với phóng sự Cuộc chiến rác thải nhựa. Giải nhì thuộc về tác phẩm Gỡ khó phát triển ngành công nghiệp tái chế nhựa của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Hồng Mạnh, báo điện tử Tuổi Trẻ Thủ Đô. Và loạt hai bài Giảm ô nhiễm nhựa đại dương từ hành động nhỏ đến khát vọng xanh của tác giả Hồ Minh Vân, báo Bình Thuận. Tại cuộc thi ảnh, giải nhất cuộc thi được trao cho tác phẩm Plastic của tác giả Winniwat Chaithong Tanarat, người Thái Lan. Giải nhì thuộc về bộ ảnh Du khách nước ngoài dọn rác sau bão Noru ở Hội An của tác giả Phạm Đăng Khiêm và tác phẩm The Plastic Sea Grab của tác giả Sirilen Fonsin đến từ Thái Lan. Thưởng ngoạn cảnh sắc sơn thủy hữu tình, dạo bước an nhiên giữa lòng di sản, cảm nhận sắc xuân rạo rực khắp đất trời. Sunward Baden Mountain khai mở huyền thoại, chinh phục đỉnh thiên. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý có trong số báo in tháng 10 năm 2022. Mở đầu số báo in tháng 10 có bài Những bất cập vướng mắc đang tồn tại trong vấn đề xử lý nước thải đô thị từ trang 2 đến trang 5, tác giả Vân Khánh cho biết,
Thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 43 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung với tổng công suất thiết kế trên 926.000 mét khối một ngày đêm. Tuy nhiên, tỷ lệ nước thải được xử lý chỉ đạt khoảng 13%. Tiếp đến, trang 12 đến trang 15 của tác giả Minh Châu nổi bật với bài "Ô nhiễm môi trường là nỗi lo hàng đầu sau bão lũ". Nước sạch và vệ sinh môi trường luôn được coi là yếu tố mang tính chất sống còn đối với mỗi quốc gia, đặc biệt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Theo đó, thực trạng mỗi mùa mưa lũ qua đi không chỉ cướp đi người và của cải vật chất, rất nhiều địa phương còn đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch và vấn đề vệ sinh môi trường. Trang 22-23, thực phẩm dễ gây tắc ruột nhất ai cũng nên biết để phòng tránh của tác giả Phương Nga có viết. Tắc ruột là một cấp cứu ngoại khoa có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời. Đã có nhiều trường hợp tắc ruột phải cấp cứu vì ăn những thực phẩm quen thuộc mà chúng ta không ngờ tới. Trang 30-31 có bài viết "Nâng cao vai trò của cộng đồng trong quản lý tài nguyên rừng". Tác giả Hoàng Tùng đã cho biết, quản lý tài nguyên, trong đó có quản lý rừng, dựa vào cộng đồng đang đánh giá là mô hình bền vững, đã và đang có những đóng góp đáng ghi nhận trong nỗ lực chung nhằm bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước. Tuy nhiên, cho đến nay, mô hình quản lý tài nguyên này vẫn chưa phát huy hết được hiệu quả do thiếu hệ thống chính sách, khung pháp lý phù hợp để có thể cân bằng giữa lợi ích và trách nhiệm của cộng đồng. Tại trang 36-37, tác giả Phương Nhi đã nêu lên giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ, nền tảng của sự phát triển bền vững. Môi trường là một trong những vấn đề đang được quan tâm nhiều nhất trên thế giới hiện nay, bởi lẽ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt và sức khỏe của mỗi chúng ta. Bài viết "Adenovirus nguy hiểm như thế nào?", trang 48-49, tác giả Hương Giang đã cho thấy adenovirus là một trong những nguyên nhân gây viêm đường hô hấp ở người, nhất là đối tượng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt, chúng gây ra viêm phổi cho trẻ em với tỷ lệ tử vong từ 8 đến 10%. Ngoài gây nhiễm trùng đường hô hấp thì adenovirus còn có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác như viêm kết mạc, viêm dạ dày ruột. Trang 56 có bài viết "Cảnh báo mức nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên với tốc độ chưa từng có" của tác giả Phương Hiền cho biết. Theo báo cáo mới nhất vừa được Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, IPCC công bố mới đây, biến đổi khí hậu đang diễn ra phổ biến, ngày càng gia tăng và mạnh mẽ, ảnh hưởng khắp toàn cầu. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin môi trường và cuộc sống ngày hôm nay tại đây. Mọi đóng góp thông tin ý kiến về tình hình môi trường và cuộc sống, quý vị và các bạn vui lòng gửi qua email toasoạn.mtcs@gmail.com hoặc đường dây nóng 0986666917. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin truyền hình môi trường và cuộc sống lần sau.